4 năm trước, Lionel Messi hoàn toàn bị N'Golo Kanté phong tỏa. Ở trận chung kết World Cup 2022 sắp tới, tuyển Pháp làm thế nào mà chặn đứng được Lionel Messi khi không có Kanté trong đội hình? Đó là một màn trình diễn toàn diện, được thể hiện hoàn hảo đến mức các cầu thủ Pháp đã biến nó thành bài hát. N'Golo Kanté, anh ấy thấp bé, anh ấy tốt bụng, anh ấy ngăn cản Lionel Messi, nhưng tất cả đều biết anh ấy là một kẻ gian lận. Lời bài hát rất hài hước ra đời sau khi tiền vệ của Chelsea bóp nghẹt số 10 bên phía Argentina. Kanté hầu như không cho Lionel Messi có một giây phút nào để thở. Messi gần như bất lực và Argentina đã để thua 3-4 trước đội tuyển Pháp. Ngôi sao của câu lạc bộ Paris Saint-Germain kết thúc buổi chiều bằng hình ảnh cúi mặt, nhìn chằm chằm vào đôi chân quen thuộc mỗi khi đội nhà thất bại. Có vẻ như El Bunga đang nghĩ giấc mơ đã tan thành mây khói trong khi Pháp tiến vào tứ kết và sau đó lên ngôi vô địch. Sau 4 năm, giấc mơ của Messi bừng sáng trở lại. Định mệnh đưa chủ nhân của 7 quả bóng vàng tái ngộ đội tuyển Pháp. Messi vẫn ở đỉnh cao phong độ, nhưng Kanté thì không. Tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới ngày nào thậm chí không có mặt ở World Cup. Và đó có thể là thiếu sót chí mạng của người Pháp trước Argentina. Vì sao Kanté bị gọi là kẻ gian lận? Các đồng đội nói đùa Kanté như vậy, nhưng điều đó không hoàn toàn dựa trên hư cấu. Chính Kanté sau này thừa nhận bản thân thường gian lận khi chơi bài, nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Hiện tại, nhà đương kim vô địch Pháp cần một phiên bản gian lận của riêng họ trong trận chung kết World Cup 2022. Lần này, Pháp đi một mạch tới trận cuối mà không có Kanté do chấn thương. Màn trình diễn của đội bóng Á Lam không phải lúc nào cũng thuyết phục. Với việc Messi đang có thừa sự quyết tâm và mang phong độ của cầu thủ hay nhất giải, Pháp phải tìm ra một giải pháp để khóa chặt ngôi sao lớn nhất trong đội hình của Argentina. Theo Guardian, Pháp hiện tại là một đội tuyển của những khoảnh khắc hơn là sự gắn kết và kiểm soát lối chơi. Khi ấy, một cầu thủ nào đó không phải là Kanté cần đảm bảo rằng Messi không có cơ hội để tạo ra sự khác biệt. Tôi nhớ vào năm 2018, N'Golo Kanté theo sát Messi ở phía sau anh ấy như hình với bóng trong suốt trận đấu. Olivier Giroud nói, như lần này, tôi không biết kế hoạch sẽ như thế nào. Chúng tôi sẽ phải bàn bạc với huấn luyện viên trưởng. Ông Deschamps có 3 ngày để tìm ra một người mới. Kanté có một vai trò rất quan trọng. Deschamps nói về Kanté sau chiến thắng trước Maroc. Đúng là chúng tôi không thực sự cảm thấy sự hiện diện của Messi khi Kanté có mặt ở trên sân. Tại World Cup 2018, Messi chủ yếu đá lùi sau. Nhưng thời điểm này, Messi di chuyển tự do hơn, phóng khoáng hơn và khó bị nắm bắt hơn. Lionel Messi có thói quen không làm gì cả, thậm chí là đi bộ quan sát trước khi bất thình lình thực hiện một hành động hướng đến bàn thắng. Quả bóng sẽ tìm đến Messi, đó là điều chắc chắn. Chìa khóa nằm ở việc đội tuyển Pháp phải hạn chế những khoảnh khắc đó và không cho Messi có thời gian xử lý khi bóng trong chân. Nhưng nói thì luôn dễ hơn làm. Cắt cử một người theo kèm Messi không hề là giải pháp an toàn. Hãy thử hỏi Croatia và trung vệ đầy tiềm năng Josko Gadion thì biết. Không có Kanté, Pháp chẳng sở hữu bất cứ ai đủ đẳng cấp một chọi một với cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại. Tuy nhiên, một hàng tiền vệ hoạt động hiệu quả có khả năng mang đến cho Pháp niềm hy vọng. Hay nói cách khác, đội tuyển Pháp cần phòng ngự theo hệ thống và các cầu thủ phải thi đấu thực sự là kỷ luật. Tchouaméni khiến người ta dần quên đi hình ảnh của cặp đôi Kanté và Paul Pogba chỉ trong một tháng qua. Một pha bóng bùng nổ trong hiệp 1 trước Maroc của tiền vệ này suýt chút nữa dẫn đến bàn thắng cho Olivier Giroud hoặc Kylian Mbappe. Cả hai, Tchouaméni nói khi được hỏi anh đảm nhận vai trò nào của những người vắng mặt. Đôi khi là thu hồi bóng và đôi khi tôi có cơ hội ghi bàn như trận đấu gặp anh hoặc hôm nay với một pha kiến tạo suýt thành bàn. Đó là sự pha trộn giữa những thứ đó. Tôi cố gắng làm hết khả năng để giúp đội tuyển ở khu vực giữa sân. Nếu Rabiot đủ sức khỏe tham gia trận chung kết, Tchouaméni có thể được chơi nhô cao hơn. Tuy nhiên, Tchouaméni cần cẩn trọng và giữ vững vị trí của mình khi Messi cố gắng tìm ra khoảng trống để tạo cơ hội cho đồng đội. Khi ấy, Antoine Griezmann hơn cả một số 10 cũng sẽ là chìa khóa cho tuyến giữa. Anh xuất hiện khắp mọi nơi, có mặt ở những điểm nóng nhất ở trên sân. Ở độ tuổi 31, Griezmann đang chơi giải đấu hay nhất sự nghiệp của mình ở cấp độ đội tuyển. Thầm lặng nhưng cực kỳ hiệu quả, cựu sao của Barcelona có thể lùi sâu hỗ trợ cặp tiền vệ phía sau lưng, đồng thời chiếm lĩnh khoảng trống phía trước. Với tần suất hoạt động của Griezmann, Messi có thể bị chia cắt. Bản thân Griezmann cũng rất hiểu Messi khi họ có thời gian dài làm đồng đội với nhau ở Barca. Pháp hiện tại không có một Kanté, chắc chắn họ cũng không tìm ra đâu một Kanté thứ hai trong thời gian ngắn. Thay vì vậy, một nỗ lực của cả tập thể có thể mang lại hy vọng tốt nhất để vô hiệu hóa Lionel Messi. Đó là mặt trận phòng ngự. Ở tuyến trên, Mbappe phải tận dụng cơ hội và trừng phạt hàng thủ của Argentina khi bóng tới chân.
Cú đúp vào lưới đại diện Nam Mỹ trên đất Nga 4 năm trước chính là lời nhắc nhở đanh thép nhất của Mbappé trước trận chung kết sắp tới.